được với Như Lai thiền thể, do vậy chính Đức Phật là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh. Phật tử tôi thường ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền, không gì sanh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chân pháp là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định, chứng hiện tại lạc ngu. Đức Phật hằng ngợi khen, không gì sanh bằng được. Do vậy chính chánh pháp là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Thanh tam vị bốn đôi là những bậc ứng cung, đệ tử đấng thiền thể được tri giả tán thán, cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tâm chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bằng tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì, khéo chân chánh phụng hành lời dạy đinh điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bất tử, lạc tru quả tình tịnh. Do vậy chính tâm chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Ví như cột trụ đá khéo chôn chặt xuống đất, dầu bốn hướng cuộn phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đế, cũng tự tại bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bằng thánh tu đà mòn chứng tri ly thanh đế, được đức Gotama khéo thuyết giảng tường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chân tri đoạn trừ ba kiết sử, thân kiến và hoại nghi, luôn cả giới căm thù, thoát khỏi bốn đọa xứ. Bậc nhập lục không tạo, sao bất thiện trọng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bậc thánh tu đà hoàn, dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không thể che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tình lạc và thù thắng, lời kinh chung hữu tình, ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Do vậy chính Đức Phật là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, bản vô pháp vô thượng, triển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, bằng tương lai không gieo, với tâm không ai chấm, trong sanh
Định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh, túc thiện thể, thế gian giải, vô thượng điệu ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn.
Nhất đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính tri ân Thượng Phẩm Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tây Sư dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Tha Gia. Nam Mô Tha Gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Vương Đệ Tử Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp bài kinh Sư Tử Hống tiểu kinh và kết thúc bản kinh. Kết thúc của bài kinh này Đức Phật dạy về hai cái kiến chấp tiếp tục là Đức Phật đang dạy về bốn thủ hay là tứ thủ và sau cùng là Đức Phật dạy đến trọng điểm thủ đó nó có tập khởi là ái, ái có tập khởi là thọ, đi ngược lại cho đến khi vô minh là tập khởi của hành, và cho đến bao giờ vị tỳ kheo đoạn tận được vô minh thì lúc đó mới chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi, tức là đạt được cái quả vị A La Hán, quả vị giải thoát. Bài kinh Sư Tử Hống tiểu kinh này có nhiều chi tiết nhưng mà
Chúng ta nhớ ba trọng điểm được đề cập đến bài kinh này. Là chín điều không thể khác hơn. Việc cứu cánh là một, cứu cánh cho người không tham, vân vân. Rồi hai sở chấp cần được vượt thoát, bốn thủ cần được tháo gỡ. Đó là nói lên cơ sở để thành tựu bốn sa môn quả. Thứ ba trọng điểm đó chúng ta phải nắm rõ. Chúng ta sẽ được nghe giảng giải phần cuối của bài kinh này do đại đức Pháp Tính giảng sư chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời cô Thanh Thủy đọc cho chánh kinh của bài học. Không biết là cô Trần Thanh Thủy hay là Thanh Thúy. Sự... Sự... Ồ, Thanh Thủy. Ồ, sự thấy có chữ R ở phía sau. Sự cũng nghĩ vậy. Bây giờ thì xin mời cô Thanh Thủy đọc cho chánh văn của bài học, rồi sau đó xin cùng tỉnh đại đức Pháp Tính. Nam mô Phật Thầy nha. Kính tri ân ngài Tỳ Phiêu đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con xin đọc phần chánh văn. Không sáu bốn hai chấp kiến và bốn chấp thủ, gọi là chấp chỉ chọn điều này thì nghịch chớ điều kia. Kinh văn: chư tỷ kheo, có hai loại tri kiến này, hữu kiến và phi hữu kiến. Chư tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào chấp trước hữu kiến, thân thiết hữu kiến, cố chấp hữu kiến, những vị ấy bị chướng ngại đối với phi hữu kiến. Chư tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào chấp trước phi hữu kiến, thân thiết phi hữu kiến, cố chấp phi hữu kiến, những vị ấy bị chướng ngại bởi hữu kiến. Chư tỳ kheo, những sa môn hay bà la môn nào không như thật tuệ tri, sự tập khởi và sự đoạn diệt của hai đoạn kiến này, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của chúng, những vị này và những vị có tham, có sân, có si, có ái, có chấp thủ, không có trí thuận ứng, có nghịch ứng, có ưa hí luận, có thích hí luận, những vị ấy không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, u, não. Ta nói những vị ấy không giải thoát khỏi đau khổ. Chư tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào như thật tuệ tri, sự tập khởi và sự đoạn diệt của hai loại kiến này, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của chúng, những vị này là những vị không tham, không sân, không si, không ái, không chấp thủ, có trí, không có thuận ứng, không có nghịch ứng, không ưa hí luận, không thích hí luận, những vị ấy giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, u, não. Ta nói những vị ấy giải thoát khỏi đau khổ.
chư tỳ kheo có bốn chấp thủ. Thế nào là bốn? Dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Chư tỳ kheo, có những sa môn và la môn tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về kiến thủ, về giới cấm thủ, về ngã luận thủ. Vì sao vậy? Những hiền giả sa môn và la môn ấy không như thật tuệ tri ba sự. Do vậy, những hiền giả sa môn và la môn ấy tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về kiến thủ, về giới cấm thủ, về ngã luận thủ. Chư tỳ kheo, có những sa môn hay bà la môn tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về giới cấm thủ, sự liễu tri về ngã luận thủ. Vì sao vậy? Những hiền giả sa môn và la môn ấy không như thật tuệ tri hai sự. Do vậy, những hiền giả sa môn và la môn ấy tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về giới cấm thủ, sự liễu tri về ngã luận thủ. Chư tỳ kheo, có những sa môn bà la môn tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, sự liễu tri về giới cấm thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về ngã luận thủ. Vì sao vậy? Những hiền giả sa môn bà la môn ấy không như thật tuệ tri một sự. Do vậy, những hiền giả sa môn bà la môn ấy tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, sự liễu tri về giới cấm thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về ngã luận thủ. Chư tỳ kheo, trong pháp và luật như vậy, nếu có tịnh tính đối với đạo sư, tịnh tính ấy được xem là không hoàn toàn. Nếu có tịnh tính đối với pháp, tịnh tính ấy được xem là không hoàn toàn. Nếu có thành tựu viên mãn các giới luật, sự thành tựu ấy được xem là không hoàn toàn. Nếu có sự thương mến đối với những pháp hữu, sự thương mến ấy được xem là không hoàn toàn. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo, sự tình là như vậy. Trong một pháp luật không khéo thuyết giảng, không khéo hiển thị, không có hướng thượng, không dẫn đến tịch tình, không được bậc chánh đẳng giác hiển thị. Và như vậy tỳ kheo, bậc Như Lai, A-La-Hán, chánh đẳng giác, tự xưng liễu tri tất cả thủ, chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Như Lai hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, sự liễu tri về giới cấm thủ, sự liễu tri về ngã luận thủ. Chư tỳ kheo, trong pháp và luật như vậy, nếu có tịnh tính đối với bậc đạo sư, tịnh tính ấy được xem là hoàn toàn. Nếu có tịnh tính đối với pháp, tịnh tính ấy được xem là hoàn toàn. Nếu có thành tựu viên mãn các giới luật, sự thành tựu ấy được xem là hoàn toàn. Nếu có sự thương mến đối với các pháp hữu, sự thương mến ấy được xem là hoàn toàn. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo, sự tình là như vậy. Trong một pháp luật khéo thuyết giảng, khéo hiển thị, có hướng thượng, dẫn đến tịch tịnh, được bậc chánh đẳng giác hiển thị. Chư tỳ kheo, bốn loại chấp thủ này, lấy gì làm duyên, lấy gì làm khởi, lấy gì làm chủng, lấy gì làm nhân. Bốn loại chấp thủ này, lấy ái làm duyên, lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm chủng, lấy ái làm nhân. Chư tỳ kheo, ái này lấy gì làm duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm chủng, lấy gì làm nhân. Chư tỳ kheo, ái này lấy thọ làm duyên, lấy thọ làm tập khởi, lấy thọ làm chủng, lấy thọ làm nhân. Chư tỳ kheo, thọ lấy gì làm duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm chủng, lấy gì làm nhân. Chư tỳ kheo, thọ này lấy xúc làm duyên, lấy xúc làm tập khởi, lấy xúc làm chủng, lấy xúc làm nhân.
chư tỳ kheo suốt ngày lấy gì làm duyên, vân vân. Lấy gì làm nhân, chư tỳ kheo suốt ngày lấy sáu nhập làm duyên, vân vân. Lấy sáu nhập làm nhân, chư tỳ kheo sáu nhập này lấy gì làm duyên, vân vân. Lấy gì làm nhân, chư tỳ kheo sáu nhập này lấy danh sắc làm duyên, vân vân. Lấy danh sắc làm nhân, chư tỳ kheo danh sắc này lấy gì làm duyên, vân vân. Lấy gì làm nhân, chư tỳ kheo danh sắc này lấy thức làm duyên, vân vân. Lấy thức làm nhân, chư tỳ kheo thức này lấy gì làm duyên, vân vân. Lấy gì làm nhân, chư tỳ kheo thức này lấy hành làm duyên, vân vân. Lấy hành làm nhân, chư tỳ kheo hành này lấy gì làm duyên, vân vân. Lấy gì làm nhân, chư tỳ kheo hành này lấy vô minh làm duyên, vân vân. Lấy vô minh làm nhân, và chư tỳ kheo khi một tỳ kheo đã đoạn trừ vô minh, đã làm minh sanh khởi, vì ấy do vô minh được đoạn trừ, do minh sanh khởi nên không chấp thủ dục thủ, không chấp thủ kiến thủ, không chấp thủ giới cấm thủ, không chấp thủ ngã luận thủ. Nhờ không chấp thủ nên không tháo động, nhờ không tháo động nên tự thân được niết bàn. Vì ấy tuệ tri sanh đã tận, phạm hành đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui lại, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Những điểm cần nhớ: hai sở chấp cần vượt thoát là chấp có và chấp không. Chấp có là sự bám víu vào quan niệm hằng hữu hay thường kiến về thế giới này, phải có cái gì đó tồn tại bất biến với thời gian. Chấp không là sự phủ nhận tất cả hay đoạn kiến tất cả đều là không. Phật pháp dạy cuộc sống là sự hiện hữu của dòng sanh diệt tiếp nối theo định lý duyên khởi. Cả hai quan niệm chấp hữu và chấp vô đều là cực đoan phiến diện, mang tính đối đãi. Hơn thế nữa, như chánh kinh nói về hệ quả trước mắt của hai sở chấp là những sa môn hay bà la môn nào chấp trước hữu kiến, thân thiết hữu kiến, cố chấp hữu kiến, những vị ấy bị chướng ngại đối với phi hữu kiến. Chư tỳ kheo, những sa môn hay bà la môn nào chấp trước phi hữu kiến, thân thiết phi hữu kiến, cố chấp phi hữu kiến, những vị ấy bị chướng ngại bởi hữu kiến. Bốn thủ cần tháo gỡ là bốn câu chấp khiến chúng sanh bị kẹt trong sanh tử không giải thoát được. Dục thủ là sự chấp chặt vào dục lạc như sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vân vân. Kiến thủ là sự chấp chặt vào quan niệm định kiến, cái nhìn cố hữu. Giới cấm thủ là sự chấp chặt vào những hành trì mang tánh tín ngưỡng dân gian, vốn vô ích lại làm hỏng niềm tin nhân quả, tin ở sự hợp lý trong nếp sống nội tâm. Ngã luận thủ là sự chấp chặt vào ý nghĩa về của ta, về ta và sự và tự ngã của ta, nên cẩn thận. Ba trọng điểm được đề cập là chính điều không thể khác hơn, hai sở chấp cần vượt thoát, bốn thủ cần tháo gỡ, nói lên cơ sở để thành tựu bốn sa môn quả. Những thánh quả không phải là địa vị ban phong, mà là sự giác ngộ chân tướng các pháp và giải thoát trói buộc. Ba phạm trù được Đức Phật dạy trong bài kinh này khẳng định tu tập là một hành trình bao gồm cả tâm giải thoát và tuệ giải thoát, với phương thức mà không một ngoại giáo nào có được. Và tuyên bố đó là khẳng định của chánh pháp du ý, là tiếng rống của sư dương giữa muôn thú. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích: tỳ kheo dắt dẫn chúng con thành kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá. Nam mô Bố Tha, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con ai xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con ai xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng,
Tôn tọa Thầy Quyền, Tôn tọa Minh Thành, Đệ Đức Tự Chuyên và Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua phần ta đã nghe phần giảng nhập của Ngài Tệ Siêu và cái phần chánh văn, thì chúng ta biết rằng là hôm nay học tiếp theo là tiểu kinh Sư Tử Hống. Vậy thì ở trong cái trước thì chúng ta đã nghe về phần đầu của bài kinh, bây giờ còn lại nửa bài kinh để nói lên sự thành tựu đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Vậy thì ở đây đó, tại sao có những cái chúng sanh mà không có, chưa có đạt đến cái quả vị đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, là do bị vướng về hai cái kiến chấp và không có tháo gỡ bốn cái thủ, và không có thấy được, không có thấy được là do cái nguyên nhân nào mà mình bị vướng vào những cái thủ đó. Thành ra chính vì vậy mà không có giải thoát được, hay nói theo cái bài kinh này là không có đạt đến cái quả vị sa môn. Vậy thì ở trong đây đó, ở trong cái bài học của cái ngày hôm nay đó, nói về hai cái kiến chấp, thì hai cái kiến chấp ở đây là như thế nào quý vị? Pháp hóa đích thí hay là hữu kiến? Thường thường chúng ta ưa gọi là thường kiến. Thường thường đối với pháp hóa đích thí thì hữu kiến, hoặc là nói một cách để mà dễ hiểu hơn là có những chúng sanh mà chấp vào cái thường kiến. Mà ở trong cái bài kinh này đó nói về khi nào mà chúng ta chấp về cái thường kiến thì chúng ta bị với cái chướng ngại với đoạn kiến hoặc là phi hữu kiến đó. Vậy thì thường kiến ở đây là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có những cái chúng sanh họ cho rằng có một cái thực thể nó thường hằng, nó không thay đổi đó. Thí dụ như người ta có một cái điều người ta suy nghĩ rằng là con người là có một cái linh hồn hay là có một cái tự ngã, thì cái tự ngã đó nó luôn luôn nó tồn tại, nó tồn tại đó với cái hình nào đó. Thì nếu mà cái kiếp này họ là người, kiếp này họ sanh làm người, thì cái kiếp sau họ cũng sanh làm người. Hoặc là họ cho rằng cái sự mà tái sanh làm người hay là làm chư thiên hay là làm những cái loài súc sanh thì nó chỉ có một cái thức đó thôi, nó chỉ có một cái thức đó thôi. Rồi khi đó, khi mà cái chúng sanh đó tái sanh làm người hoặc là làm chư thiên vân vân, thì nó giống như là chúng ta thay đổi cái chiếc áo ở bên ngoài thôi, còn ở bên trong cái thân nó vẫn là một. Thành ra đó, những người đó, những người nào mà có cái sự suy nghĩ về cái sự thường hằng đó, thì những cái chúng sanh đó gọi là bị vướng vào cái thường kiến sát sát tá đích tí. Hoặc là trong cái trường hợp này, trong cái bối cảnh bài kinh ngày hôm nay nói về cái hữu kiến, thì thật ra đó thì không phải là tự nhiên mà những cái chúng sanh đó mà có những cái tư tưởng mà chúng ta đang gọi là thường kiến quý vị. Tại vì do đâu mà có những cái điều này quý vị? Ở trong cái phần chú giải của bài kinh này có nói về do cái duyên tiếng nói của người khác. Tiếng nói của người khác có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là những cái chúng sanh này nghe ai đó rao giảng, thuyết giảng về những cái điều đó, thành ra họ tin theo, họ tin theo. Mà những cái chúng sanh đó thật sự ra đó, có những người, có những cái vị mà Bà La Môn tự họ ngồi họ suy luận ra, rồi có những cái vị Bà La Môn đó do họ tu tập, họ chứng đạt được thiền định, rồi nhờ cái năng lực của thiền định đó họ nhớ lại những cái kiếp quá khứ, hoặc là họ nhớ lại những cái đời sống ở trong quá khứ đó,
thì có khi họ nhớ đến, ví dụ như họ nhớ đến cái cái kiếp đó họ cũng có mặt ở trên cái thế gian này, rồi ở trong cái kiếp sau đó cũng từ cái sự sống trước mà nó có cái đời sống, nó có cái kết quả của cái đời sống sau. Có nghĩa là họ thấy rằng là họ thường hằng, hoặc là có những cái vị chư thiên á, khi mà họ sanh lên cái cõi đó, họ cũng thấy những người những cái vị chư thiên đó. Rồi khi mà họ chết đi rồi họ sanh lại, họ cũng thấy những cái vị chư thiên đó. Thành ra đó họ cho rằng là cái thế giới này nó thường còn đó. Thì trong những cái người mà người ta bị vướng vào những cái thuyết đó, hoặc là người ta vướng vào những cái tư tưởng đó đó, thì coi như là người ta bị vướng vào cái thường kiến. Còn đối với những người á, mà người ta do người ta suy luận, người ta thấy rằng là cái sự nhớ lại của người ta lúc đó người ta còn là phàm nhân, rồi người ta sanh đi sanh lại cũng là phàm nhân, hoặc là người ta biết được những cái kiếp sống trước của người ta như vậy. Thì nhưng mà ở đây cái mấu chốt quan trọng là họ không có biết được là do cái hạnh nghiệp, do cái hạnh nghiệp như thế nào làm cho họ cũng từ kiếp người mà sanh kiếp người, hoặc là cái hạnh nghiệp từ cái kiếp người mà sanh làm cái vị chư thiên. Họ tưởng là cũng như là cái sự mà thay đổi của họ cứ có thay đổi cái đời sống này đến cái đời sống kia, có khi thì cũng chính bản thân họ là người, có khi cũng chính bản thân của họ là sanh làm chư thiên. Thì họ nghĩ rằng là nó có một cái tự ngã gì đó nó tồn tại, có một cái thức nó được tồn tại. Rồi những cái được gọi là người hay là chư thiên á, thì giống như là cái chiếc áo mà được thay đổi bên ngoài. Thành ra những cái chúng sanh đó vướng vào cái điều đó, thành ra chúng ta gọi là cái vị đó bị vướng vào cái hữu kiến. Rồi vướng vào cái phi hữu kiến có nghĩa là như thế nào quý vị? Ở đây đó, quyết phá quá đích thí á, có nghĩa là đoạn nghiệp lực hoặc chấp về đoạn kiến, là có nghĩa là họ cho rằng là họ chết rồi á, là hết, hoặc là không có không có cái quả báo tái sanh gì hết, vân vân. Thì những cái điều này khi mà được nhắc đến á, là chúng ta thấy rằng là họ vướng vào cái gì? Họ vướng vào cái đoạn kiến. Đoạn kiến á, thường thường á, cái người mà được nói rằng là vướng vào cái đoạn kiến đó thì là nó có ba cái nó có ba cái tư tưởng chính, ba cái tư tưởng chính. Thứ nhất á, là họ cho là vô hành kiến, thứ hai á, là họ cho là vô nhân kiến, thứ ba đó là họ cho là vô hữu kiến. Vô hành kiến ở đây có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là vô hành kiến họ theo cái những cái chủ thuyết như hồi lúc nãy tôi nói là do cái duyên tiếng nói của người khác, là có nghĩa là họ nhiều khi họ nghe những cái chủ thuyết, những cái giáo chủ ngoại đạo người ta thuyết giảng, người ta thuyết giảng lên cái điều người ta nói rằng là chúng sanh sau khi chết thì hoại diệt, nên những cái hành động ở trong cái kiếp sống này nó chỉ là một cái sinh hoạt đơn thuần thôi, chứ nó không có mang cái tính đạo đức là thiện hay là bất thiện, nó chỉ cái tức thờ, nó là cái hành động của thân, của khẩu, của ý thôi, chứ nó không có mang cái tính chất tội hay là phước. Tội hay là phước đó là chỉ cái quan niệm của người người ta đặt ra như vậy thôi. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với những cái chúng sanh vướng vào đoạn kiến, có khi là người ta chấp vào cái vô hành kiến, có nghĩa là người ta nghĩ rằng là những cái hành động mình làm nó chỉ cũng như là được đặt tên, được kêu gọi vậy thôi, chứ bản chất hoặc là đơn thuần nó chỉ có cái hành động thôi, nó không có một cái gì mà để mà
gọi là về tội về phước hết. Thành ra khi mà dướng vào những cái điều này, dướng vào cái tư tưởng đó, là chúng ta thấy rằng là họ sẽ không có tin về tội hoặc là phước, họ không có tin về nhân quả. Thì những cái điều này là do đâu quý vị? Do đâu? Do những mà Bà La Môn, những cái vị Bà La Môn đó, có khi là người ta, do người ta có được cái năng lực của thiền định, người ta thấy những cái chúng sanh sau khi mà chết rồi coi như là nó không có họ không có tìm được những chúng sanh đó là sanh đi đâu hết, họ không có tìm được những cái chúng sanh nó sanh đi đâu hết. Thành ra họ nghĩ mình làm những cái chuyện mà sát sanh hoặc trộm cắp, hoặc là mình làm những cái điều gì đó mà nó thuộc về mà đạo đức hoặc là thiện, nhưng mà giờ mình thấy những người đó khi mà họ làm xong rồi họ chết rồi thôi, họ cũng không có thí dụ như người thiện thì không có sanh cõi lành, hoặc là người bất thiện thì cũng không có sanh cõi dữ. Có nghĩa là do họ không thấy được, họ không thấy được cái chúng sanh đó khi mà mạng chung mà đã sanh về đâu. Thành ra họ cho rằng là nó những cái hành động nó chỉ mang cái tính cách mang cái tính chất là đơn thuần vậy thôi, chứ họ không có nghĩ rằng là những cái chúng sanh đó phải chịu cái sự khổ đồ này kia vân vân. Cũng như chúng ta thấy rằng có nhiều người hồi lúc trước chúng tôi gặp, có nhiều người ta nói là tại sao mà nói những cái điều thiện thì sẽ cho quả lành, có nghĩa là cái người mà làm thiện thì được sanh về cảnh giới lành, có nghĩa là sanh làm người hoặc là sanh làm chư thiên đó. Mà trong cái trường hợp mà người ta đưa ra cái thí dụ người ta nói là thí dụ như là đối với vua A Dục Asoka khi mà mạng chung mà tái sanh làm rắn đó, thì vua A Dục thì quý vị thấy rằng ông ta làm phước cũng rất là nhiều, nhưng mà sau khi chết thì lại tái sanh làm rắn đó. Hoặc là có những người trong thời nay thưa quý vị, hồi lúc trước chúng tôi mới tu nghe những người ta nói tại sao mà ở bên Phật giáo Nguyên Thủy nói rằng là tu tập theo chánh pháp mà có những vị là coi như là chết bằng cái tai nạn xe cộ. Ví dụ như họ đưa ra là cái trường hợp của ngài Hòa thượng Hộ Nhẫn, là khi mà trước khi ngài viên tịch là ngài bị tai nạn xe cộ, có nghĩa là bị cái người đó người ta đụng ngài rồi chảy máu, rồi lúc đó ngài mới chết. Hoặc là có vị trưởng lão đó là khi mà đi rửa mặt rồi té xuống ao rồi chết. Thì người ta nói rằng là mình tại sao mà nói Phật giáo Nguyên Thủy tu theo chánh pháp mà phải chịu những cái chết nó hơi, cũng như là nó hơi quan nghiệt tí xíu, nó hơi quan nghiệt tí xíu. Hoặc là họ đem cái trường hợp ở trong kinh ra, họ thí dụ là vua A Dục khi mà làm phước thì rất là nhiều, nhưng mà lúc mà chết đó, thì tái sanh làm con rắn. Thì những cái người đó thật sự ra đó, họ có, chúng tôi nghĩ rằng là có nhiều khi do cái tư tưởng gì đó nó hơi mớp méo của những cái chúng sanh đó. Chứ thật sự ra thí dụ như mình nói về cái trường hợp của vua A Dục đi, ở trong kinh có ghi lại rằng, ghi lại rất là rõ là lúc đó đức vua đó kêu những cái vị quan của đức vua đó, quan thủ khố đó, là coi như là lấy đồ ra để mà cúng dường cho chư tăng, lấy đồ ra để cúng dường chư tăng. Mà những cái vị quan đó coi như là làm với một cái tâm mà chậm chạp, mà đem những cái đồ cũ ra không có vừa ý giống như đức vua. Thành ra lúc đó quý vị biết Vua Dục là một cái vị mà coi như là vị vua cũng coi như là tánh tình rất là nóng, rất là nóng. Nhưng mà bây giờ nằm ở trên giường chuẩn bị là coi như là gần chết rồi, thành ra không còn đủ sức để mà làm gì những cái vị quan, những cái vị quan mà thủ khố đó hết đó. Thành ra tâm của ông sân lên, tâm của ông bực tức lên.
Thành ra lúc đó mới cho cái quả là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện để mà tái sanh làm cái loài thú, có nghĩa là tái sanh làm rắn. Thì đâu phải là cái chuyện mà mình làm phước nhiều ở trong đời sống bình nhật mà mình sanh về cảnh giới lành đâu, là do tại vì lúc đó không có nhớ đến cái chuyện phước mà tâm của ông lúc đó bị sân lên như vậy, thành ra tái sanh làm rắn đó. Thì với cái bằng chứng là cái vị tỳ khu nói cho ông biết lúc mà ông sanh làm rắn, cái vị tỳ khu đó mới chỉ do cái tâm sân đó mà sanh làm rắn, mà bây giờ còn sân hận nữa hả? Đó, thành ra đó chúng ta thấy rằng là có nhiều khi những cái chúng sanh nó biết một mà không có biết hai, hoặc là có những cái chúng sanh như trường hợp hồi nãy chúng tôi kể nói rằng các vị trưởng lão ở trong Phật giáo Nguyên Thủy tu tập như vậy, theo chánh pháp như vậy mà cái chết nó diễn ra như vậy, thì thật sự ra thì tại vì họ không có hiểu ở trong quá khứ những cái thiện nghiệp hoặc là bất thiện nghiệp, bây giờ ngay trong hiện tại này nó có cơ hội thì nó cho quả, nó có cơ hội thì nó cho quả thôi, chứ đâu phải là ai cũng có được những cái thiện nghiệp quá khứ hết. Quý vị thấy không, cái vị thiện nam đó thức đêm để mà nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi xong rồi chỉ có tờ mờ sáng thôi, ra rửa mặt thôi, bị quan quân người ta nghi rằng là trộm cướp, thành ra đánh đập cái vị đó. Thì lúc đó các vị tỳ kheo với hội chúng cũng hỏi Đức Phật tại sao mà cái vị đó đang tu tập vậy mà lại bị cái trường hợp như vậy. Thì lúc đó Đức Phật nói rằng là thật sự cái chuyện đó nó xảy ra thì nó không có thích hợp với cái thời điểm bây giờ, nhưng mà nó thích hợp với ở trong quá khứ. Vì ở trong quá khứ cái người thiện nam này đã từng là một cái vị viên tướng mà gác mà giữ cổng thành, rồi do có cái ý đồ xấu nên đã giết người đoạt mạng sống người ta. Thành ra bây giờ nghiệp nó cho quả. Thì quý vị thấy rằng đối với tất cả chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng không biết là cái nghiệp nó sẽ cho quả chúng ta như thế nào, không biết rằng là ở trong những cái đề mục mình niệm về sự chết đó, quý vị thấy chúng ta không biết rằng là sau này chúng ta mai mốt đây chúng ta sẽ chết ở trên bờ, hay là chết ở dưới nước, hay là chết ở trên giường bệnh, hoặc là chết ở nhà, hoặc là chết ở ngoài đường, vân vân. Cái chuyện đó, cái chết là nó đến với chúng ta là chắc chắn, nhưng mà cái điều mà chúng ta chết bằng cách nào thì nó bất định, mình không biết được là cái nghiệp của mình. Chứ không phải là bây giờ mình tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, mình tu theo Phật giáo Nam Tông, mình tu tập về chánh pháp mà mình đều có chết đẹp hết. Cái điều đó nó chưa hẳn, quý vị, chưa hẳn là mình chết sống, mà chưa hẳn là mình sẽ chết đẹp đó. Thành ra ở đây thì những người nào mà có cái suy luận đó, là chúng tôi nói rằng là trước sau gì sẽ rơi vào những cái thường kiến, hoặc là trước sau gì cũng sẽ rơi vào những cái đoạn kiến. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì bây giờ mình cứ không lo tu tập, mà mình cứ lo mình chấp vào những cái điều đó, riết rồi coi như là lâu ngày là mình sanh khởi cái hoài nghi, mình hoài nghi về Đức Phật, hoài nghi về giáo pháp. Cũng như ở trong cái bài kinh này đó, thì quý vị thấy rằng một vị mà muốn thành tựu được cái quả vị sa môn này thì phải có niềm tin với Đức Phật, niềm tin với giáo pháp, niềm tin với tăng chúng, niềm tin với những người tại gia và những người xuất gia. Cái điểm mấu chốt chúng ta phải có niềm tin. Mà bây giờ chúng ta không chịu lo, chúng ta tu tập mà chúng ta cứ đặt cái sự hoài nghi không đặt cái sự hoài nghi không, thành ra đó lâu ngày là chúng ta sẽ vướng vào những cái biên kiến, những cái đoạn kiến, những cái thường kiến đó. Thành ra đó ở trong cái chấp này đó thì coi như là cái đoạn kiến mà có những chúng sanh thì chấp vào cái vô hành kiến, rồi có những cái chúng sanh là chấp vào cái vô nhân kiến. Vô nhân kiến có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là có những cái chúng sanh là họ do họ cũng có một cái năng lực thiền định quý vị, là có nghĩa là chúng tôi nói về những cái giáo chủ ngoại đạo đó, họ cũng có một cái năng lực của thiền định. Thành ra đó
họ mới dựa vào cái năng lực của thiền định đó, họ mới nhớ lại những cái kiếp sống, những cái kiếp sống trước thì lúc đó, họ tìm không ra cái kiếp sống trước của họ. Tại sao vậy? Ở trong kinh nói rằng cái kiếp sống trước của họ đó là họ sanh ở cái cõi vô tưởng, họ cái người vô tưởng, thành ra họ không tìm được cái kiếp sống đó. Mà bây giờ họ thấy rằng họ có mặt ở đây. Thí dụ như bây giờ chúng ta chứng đắc được thiền định đi, thiền định đi, chúng ta có những cái năng lực của thắng trí đi, thiền định. Rồi bây giờ chúng ta muốn coi ở trong cái đời trước chúng ta là cái hạng người gì, người nam, người nữ, người dòng dõi gì, dòng tộc gì, ở đất nước nào, vân vân. Mà bây giờ chúng ta tìm chúng ta không thấy. Mình tìm mình không thấy mình thì là tại sao quý vị? Tại vì có nhiều khi ở trong cái kiếp quá khứ đó đó, chúng ta sanh ở trong cái cõi vô tưởng thì sao mà mình tìm thấy? Đó thì những cái chúng sanh đó họ tìm họ không thấy họ, mà cái kiếp trước của mình mà họ thấy bây giờ mình có mặt ở đây. Vậy cái họ suy luận ra là rồi đâu có cái nhân, đâu có cái đời sống trước. Thành ra đó họ có cái chủ kiến, họ có cái chủ kiến là vô nhân kiến. Đó thành ra đó quý vị thấy rằng họ vướng vào những cái tà kiến. Rằng ở trong cái đoạn kiến này đó có những cái chúng sanh không có vướng vào vô hành kiến mà vướng vào vô nhân kiến, hoặc là không có vướng vào vô nhân kiến thì vướng vào vô hữu kiến. Vô hữu kiến có nghĩa là họ có một cái quan niệm, họ cho rằng là không có nhân mà cũng không có quả luôn, mới ghê vậy đó. Họ cho là không có nhân và không có quả. Quý vị biết rằng đây là một cái điều mà tai hại nhất, một cái điều tai hại nhất quý vị. Những người mà người ta chấp vào thường kiến đó, người ta chấp vào thường kiến thì cũng có khi người ta tạo phước quý vị, cũng có khi người ta tạo phước để mà người ta muốn người ta sanh lên cộng trú với những vị thiên nhân để mà người ta hưởng dục lạc rồi này kia đó. Thì chúng tôi nhớ hồi lúc trước chúng tôi có đọc ở trong một cái đoạn kinh các ngài giải thích các ngài nói rằng là cái thường kiến mà tại sao mà nó cũng có khi được sanh về nhàn cảnh là tại vì những cái chúng sanh đó tuy rằng họ vướng vào thường kiến thiệt, họ biết rằng là mình cõi người như vậy, rồi cũng có khi rồi mình thay cái chiếc áo làm cõi chư thiên đồ này kia, rồi lúc đó họ nghĩ vậy thôi, họ cũng làm cái chuyện gì đó nó thuộc về thiện, có nghĩa là họ ví dụ như họ bố thí, họ làm cái gì đó đó. Thành ra đó trong cái thường kiến đó có khi thì là do cái hành động mà thiện của họ, cái tư tưởng của họ là vướng vào thường kiến thiệt, nhưng mà cái hành động của họ thí dụ như là họ bố thí, họ làm một cái chuyện phước gì đó, thành ra họ được sanh cõi trời. Thì cái trường hợp này là tại sao vậy quý vị? Thì có vị mới thí dụ như thường kiến nó giống như cục đá, thường kiến nó giống như cục đá, mà cái sự bố thí của họ đó thì giống như chiếc thuyền. Thì quý vị thấy rằng cái cục đá tuy rằng nó nặng nhưng mà nó được cái gì quý vị? Nó được chiếc thuyền chở đi. Nó được chiếc thuyền chở đi, thành ra cái cục đá nó chưa có chìm. Chừng nào cái thuyền đó mà nó hư, nó hoại rồi đó thì coi như là cục đá nó mới chìm xuống sông. Đó thì cũng vậy, những cái chúng sanh thường kiến có khi là do họ tạo cái phước gì đó họ sanh cõi trời. Rồi có khi lúc đó đến một cái lúc nào đó cái phước của họ hết rồi đó, họ tái sanh cõi người lại, hoặc là họ tái sanh cõi khổ do cái tà kiến, cái thường kiến đó nó làm duyên. Thành ra ở đây thì chúng tôi nói thêm cái điều này thôi, đối với những chúng sanh thường kiến thì dù sao họ cũng biết mà một chút làm phước gì đó, nhưng mà cái tư tưởng nó sai thôi, cái tư tưởng nó sai thôi đó. Còn đối với những cái chúng sanh mà đoạn kiến, vô hành kiến, vô nhân kiến, hoặc là vô hữu kiến, nhất là vô hữu kiến này, thì họ không có tin một cái đời sống trước hay là một cái đời sống sau gì hết. Đó, họ cho rằng là
do là họ không có tin về những cái điều đó, nên họ nghĩ rằng là bố thí nó cũng không có phước, mà cái quả phước của sự bố thí nó cũng không có cái gì, rồi cái sự mà đền đáp ơn nghĩa báo hiếu gì đó rồi nó cũng không có, nó không có nghĩa lý gì hết, rồi không có nghiệp, không có quả vị thục, rồi không có cha, không có mẹ, vân vân, chỉ là cái sự hiển nhiên thôi. Là đời này cũng không có, đời sau cũng không có, chỉ biết là cái đời sống này của họ vậy thôi. Đó, thành ra đó, quý vị thấy rằng là khi mà những cái chúng sanh mà nắm giữ những cái kiến này rồi đó, những cái kiến chấp này rồi á, thì quý vị thấy rằng họ đâu có làm phước, họ cũng không có tạo những cái thiện nghiệp, mà thậm chí á, là họ làm những cái ác nghiệp nữa, họ làm những cái ác nghiệp nữa. Thành ra họ nghĩ rằng chết là hết, họ đâu có sợ. Đó, chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là đối với những cái pháp mà thuộc về tà kiến, nhất là đoạn kiến, là những cái pháp mà ở trong cái bộ, ví dụ pháp mà bộ ở trong cái phần mà quý vị thấy rằng là chư tăng thường tụng bài kinh Kusala đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với những cái pháp mà nó thuộc về pháp tà thì nó sẽ là nhất định nó cho quả. Những cái pháp tà này là nhất định nó sẽ cho quả, thì đối với nó có quả nhất định của nó, đối với những người mà nặng về cái đoạn kiến này đó, thì chúng sanh mà không có đạt được cái quả vị sa môn là do lúc đầu do là bị vướng vào cái một là cái hữu kiến, hai là vướng vào cái phi hữu kiến đó. Rồi kế tiếp thì Đức Phật giảng về bốn cái thủ. Thì quý vị thấy rằng khi mà mình có cái sự chấp thủ, mình có cái sự chấp thủ có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là mình có cái sự cố chấp. Chúng ta mà có cái sự cố chấp thì tinh thần của chúng ta không có tiến hóa được. Bốn cái thủ này cần được tháo gỡ là bốn cái thủ nào? Dục thủ, kamu badana, rồi kiến thủ, ditthu badana, giới cấm thủ, silapa tupada, ngã chấp thủ, attawa badana. Đó, thì bốn cái thủ này đó là cần được để mà tháo gỡ, cần được tháo gỡ. Chúng tôi như thế nào mà ở trong cái đời sống của chúng ta đó mà bị vướng vào dục thủ quý vị? Dục thủ có nghĩa là như thế nào? Mình có bị vướng không? Có, mình có bị vướng hết quý vị. Tại sao? Dục thủ này đó đối với vị A-la-hán mới đoạn diệt được, mới đoạn diệt được. Còn chúng ta là phàm nhân, chúng ta còn là phàm nhân. Mà chúng ta lúc nào mà chúng ta tu tập về thiền quán, thì trong những cái phút giây tâm của chúng ta tu tập á, thì chúng ta không có bị vui, chứ mà thả ra là chúng ta bị vướng à quý vị. Đó, vậy thì cái dục thủ ở đây á, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái sự chấp thủ theo các cái dục lạc, chấp thủ theo cái dục lạc sắc thinh khí vị xúc đó, chấp thủ theo cái đó. Có nghĩa là mình nắm giữ những cái trần cảnh, mình thí dụ như là mình cho những cái trần cảnh đó nó là xinh đẹp, nó là xinh đẹp. Thật sự ra quý vị thấy con người mình á, mình dễ bị vướng vào cái dục thủ này lắm. Mình mà thích một cái giọng hát của ai rồi, một cái giọng hát của ai rồi đó là mình nghe đi nghe lại hoài. Mình nghe đi nghe lại hoài. Đó, quý vị thấy ở những cái nghệ sĩ ưu tú cải lương đồ này kia đó. Đó, thành ra có những người người ta thích thích cái giọng ca của Minh Dương là người ta cứ nghe hoài giọng ca của Minh Dương. Đó, hoặc bây giờ đối với giới trẻ của một cái ca sĩ nào mà đang hot, đang nổi giờ là họ cứ nghe đi nghe lại đến nỗi mà nấu ăn hay là làm công việc quét nhà dọn dẹp gì cũng ca, cũng lặp đi lặp lại, có đứa nó còn múa nữa đó. Thành ra cái dục thủ là có nghĩa là mình chấp vào cái
cái giọng, cái âm mà ở trong kinh, ở trong vi diệu pháp mình gọi là cái âm thanh cho nó gọn, chứ âm thanh đó thì cái tiếng đờn, tiếng kèn, tiếng nhi nó cũng là cái âm thanh đó, hoặc là cái tiếng nói của người nam người nữ, hoặc là cái tiếng rống của con gì nó cũng là cái âm thanh đó. Thì dục thủ ở đây có nghĩa là mình chấp vào những cái cảnh đó, mà mình cảm thấy những cái cảnh đó nó là ngọt. Hồi lúc trước thì chúng tôi không biết là mình nhìn cái cảnh sắc mà sao mà mình nghĩ là nó ngọt, mà mình nghe cái âm thanh mà sao mà mình nghĩ nó là ngọt. Bây giờ mình mới hiểu. Quý vị thấy rằng nếu mà nó không ngọt thì sao mà mình bỏ ra tiếng đồng hồ, mình tiếng đồng hồ để mà mình nghe về một cái chương trình đó. Mình không ngọt thì sao mà mình thức vài tiếng đồng hồ, hoặc là mình thức nửa ngày luôn. Quý vị, chúng tôi nhớ ngày xưa đó, mà khi mà coi những cái phim mà Võ Lâm Ngũ Bá này kia, thật sự ra nếu mà nó không ngọt sao mình coi được 3 tiếng, 4 tiếng. Mình hành thiền không được 3 tiếng, 4 tiếng, nhưng mà mình coi phim nó được 3, 4 tiếng đó, là tại vì có cái vị ngọt, quý vị. Nhưng mà Đức Phật nói cái vị ngọt đó nó có cái sự nguy hại ở trong đó, nó có cái sự nguy hại, nhưng mà mình không nhận thức được cái sự nguy hại đó, mình nhận thức được cái sự ngọt đó thôi. Thành ra mình trở nên mình tham đắm, mình dính mắc, mình nắm giữ, thành ra trong khi đó gọi là dục thủ, gọi là dục thủ. Rồi kế tiếp là kiến thủ. Cái sự kiến thủ có nghĩa là tiết thú ba đa ná, có nghĩa là gì? Cái sự chấp thủ theo cái chi kiến sai lầm, giống như là chấp về thường kiến, đoạn kiến đó, cái đó là gọi là kiến thủ đó, quý vị. Vậy thì khi nào, như trong cái trường hợp nào mà mình gọi là mình có cái sự kiến thủ, quý vị? Có nghĩa là mình nắm giữ chắc những cái điều sái quấy, những cái điều sái quấy. Thí dụ như là những cái mình, cái điều người ta nói con người mình là nó có phước, nó phước về tài sản là do đời trước mình đã từng bố thí, hoặc là đời nay mình được khỏe, mình mạnh do đời trước mình không có hành hạ chúng sanh khác. Mà bây giờ mình không chịu, mình nói không phải, tôi là tự nhiên là con người tôi nó khỏe, con người tôi là tự nhiên là do tôi siêng năng, tôi làm, thành ra bây giờ tôi có tài sản, chứ không phải là theo những cái thuyết giảng của mấy ông mà nói là đời trước là tôi có bố thí rồi này kia, đâu có thấy đời trước tôi hồi nào đâu. Đó có nghĩa là những cái điều mà họ không biết mà họ chấp vào đó. Cái điều này nó có nhiều lắm, quý vị. Có những người, thí dụ như mình giảng cho người ta nghe đó, cái người mà đời trước là do người ta có bố thí, thành ra đời nay tài sản, hoặc là đời trước người ta không có hành hạ cái người khác, những cái chúng sanh khác, thành ra bây giờ người ta có sức mạnh, mà họ bác hết, họ nói không, cái này là do tôi á, là tôi sanh ra ở trong nhà tôi có của sẵn, rồi tôi có ăn học, rồi lớp tôi có siêng năng tôi làm, thành ra bây giờ tôi giàu, chứ không phải là đời trước tôi đã từng bố thí. Đó, họ chấp vào những cái điều đó. Nhưng mà thật sự ra thì đúng, mà nếu mà mình có cái sự siêng năng, thì mình có tài sản. Dạ, xin lỗi quý vị, không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Sợ kỳ ta. Dạ, cảm ơn sư Viên Thâm, cảm ơn quý vị. Dạ, con cảm ơn thầy. Đó, thành ra cái kiến thủ này là họ chấp vào những cái điều đó. Thì thật sự ra đó, cũng đã từng bố thí rồi, đời nay đó cũng cái nhân gần ở đây là mình có cái sự siêng năng, mình không có du hành phi thờ rồi giao du bất chánh, mà mình siêng năng mình làm việc, thành ra mình có tài sản. Cũng như quý vị thấy rằng có những người, người ta cũng bằng tuổi mình, hai người đó đồng tuổi nhau, hai người đó đều là tuổi, thí dụ như tuổi Thìn đi đó, hai người đó cùng đi làm, người nào cũng làm một ngày 8 tiếng hết, nhưng mà một người ở nhà lầu, một người ở nhà lá, là tại sao vậy? Đó,
Thì tại vì có hai người đó người ta cũng đồng đi làm đúng giờ, đúng ngày, cũng siêng năng giống nhau hết. À, nhưng mà một người ở nhà lầu, một người ở nhà lá, thì cái người ở nhà lầu người ta cũng có siêng năng, nhưng mà người ta nhờ ở trong quá khứ người ta đã từng tạo phước. Thành ra bây giờ người ta cũng làm 8 tiếng mà người ta ở nhà lầu. Rồi những người kia là do người ta đời trước người ta không thích. Thành ra bây giờ người ta cũng làm 8 tiếng, cũng làm giống y vậy đó, mà người ta ở nhà lá. Thì quý vị nhìn ra ở trong cuộc đời này, những cái trường hợp đó nó có hết. Nhưng mà họ không chịu, họ bác những cái sự thuyết giảng này hết. Thành ra ở trong cái trường hợp đó là họ nắm giữ chắc quá, gọi là họ bị vướng vào cái kiến thủ. Rồi cái thứ ba đó, giới cấm thủ này thì nó nhiều quý vị. Có nghĩa là mình chấp theo những cái nghi thức mà nó vô ích, nó phi lý đó, thì như vậy á gọi là giới cấm thủ. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người đó, người ta nghĩ rằng là mình mà muốn cái sự mà cúng kiến là mình phải thờ lửa. Hoặc là mình cũng phải có những cái nghi thức cúng bái thần quỷ đồ này kia đó. Thì cái điều này thật sự ra quý vị biết rằng chúng ta cũng phải có cái sự hiểu biết. Quý vị, chúng ta không có bác những cái chuyện này, quý vị thấy rằng ở trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn đó, những cái dân chúng nào mà cũng như có cái sự chăm sóc những cái đền tháp đồ này kia, những cái ngôi miếu, những cái tự viện, có nghĩa là mình không có bác bỏ những cái điều đó, nhưng mà mình không có quỳ lại những cái điều đó. Nếu mình có khả năng thì mình gặp cái miếu đó, nếu mà mình là cái người mà dư tiền, mình đã từng cúng dường ở chùa xây dựng đồ xong rồi mà bây giờ mình dư tiền, mình thấy cái đền, cái tháp, cái miếu gì đó mình thấy cũ quá, mình không vừa mắt mình, thành ra mình bỏ ra mình sửa chữa cũng được, chứ mình không có ôi ba cái đồ đó tà kiến đồ này kia, mình không có, mình cũng không có bác bỏ người ta, rồi mình cũng không có lấy đó làm cái mục đích cứu cánh của mình. Mình thấy rằng là những cái chúng sanh đó giống như là cái chỗ trú ngụ của người ta, mình không có phá đến. Quý vị thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh đó, cũng có cái vị giả so đó, mà khi mà Đức Phật đã thuyết giảng giải hòa cái quan trái với cái người phụ nữ đó rồi, thì giả so đó cũng đi vô trú ở trong cái làng đó. Rồi con giả so nó cũng báo trước cho dân làng biết rằng hôm nay thời tiết mùa màng nó thuận hòa, thành ra người ta xuống hạt giống đúng thờ đúng vụ vân vân, rồi người ta cũng được phát triển vân vân đó. Thành ra có những cái điều mình không có bác. Nhưng mà ở đây mà nói về mà giới cấm thủ là như thế nào, là cái người đó người ta bị nắm chặt, người ta bị chấp, hãy mà trước khi ăn phải làm gì nè, trước khi ăn không có được rửa tay sạch mà phải liếm tay sạch, hoặc là người ta chấp vào những cái nghi thức mà nó không đem đến cái lợi ích đó, thì trong cái trường hợp đó nó bị vướng vào giới cấm thủ. Rồi cái thứ tư á, cái thủ thứ tư á, mà cần phải mà tháo gỡ á, là cái gì? Cái ngã chấp thủ. Cái ngã chấp thủ này á, là như thế nào quý vị? Chấp thủ vào cái bản ngã đối với cái ngũ uẩn, cho rằng ngũ uẩn là ta là ngũ uẩn có trong ta có trong ngũ uẩn đó, vân vân. Đó thì thường thường á, quý vị thấy rằng á, cũng có lúc á, chúng ta nói rằng là coi như là có khi mình chấp vào cái ngã này của mình, có khi mình chấp vào cái ngã khác nữa đó, có khi mình cho rằng là thí dụ như là mình có mặt ở trên cái thế gian này là do một cái đấng thượng đế hoặc là một cái đấng sáng tạo chủ gì đó sẽ tạo ra chúng ta. Hoặc là chúng ta cho rằng là đối với cái ngũ uẩn này là mình thân này có cái thân này nó đẹp, hoặc là tôi có cái, nói chung là mình dùng ngũ thứ
dùng đủ thứ để mà mình đưa cái ngã của mình lên. Mình dùng đủ thứ cách để mà mình đưa cái ngã mình lên. Và mình khi mà mình cho cái ngã mình nó như vậy đó, rồi là coi như là mình cột chắc vô đó. Ai nói gì mình cũng không chịu hết. Ai nói gì mình cũng không chịu. Thí dụ như mình nói rằng là cái sắc pháp đó, nó được tươi tốt vậy đó, là do cái nghiệp thiện ở trong quá khứ nó cho quả, rồi do tâm của mình nó được an tịnh, rồi do thời tiết, rồi do thực phẩm đồ này kia ăn uống thích hợp. Không phải đâu, mà do cái sự tu tập của tôi đó. Cũng như chúng tôi nói, chúng tôi xin lỗi quý vị biết hồi lúc trước đó, chúng tôi có nghe những vị người ta nói đó, là người ta những cái vị đó mới kể cho chúng tôi nghe là họ nói nhiều khi họ không một cả ngày họ không có tắm, 2-3 ngày họ không có tắm, rồi họ không có đánh răng, nhưng mà họ thấy họ vẫn sạch, họ không có hôi, không có thối gì hết đó. Thì khi mà những người ngồi nghe đó thì người ta không hiểu cái người này nói cái gì hết, nhưng mà lúc đó chúng tôi nghe đó, chúng tôi biết rằng là cái người này là có cái sự chấp ngã. Có nghĩa là ý họ nói là giới của họ trong sạch, họ tu tập với giới của họ trong sạch, thành ra nó 2-3 ngày họ không tắm, rồi họ không có đánh răng, nhưng mà họ cũng như là không có hôi, không có thối đó. Thì mới đầu mình tưởng là nói về cái điều gì đó, nhưng mà thật sự ra đó, mình biết được ngấm ngầm là những người này người ta bị vướng vào những cái tà kiến. Người ta là do cái giới người ta tỏ ra như vậy, nó không có hôi. Nhưng mà thật sự ra đó, bây giờ mình không biết, bây giờ mình phân tích theo Phật học cũng được, mà theo khoa học cũng được. Đó, bây giờ là coi như là đối với cái thân ngũ quẩn này, là nó phải có cái sự mà tuần hoàn ở trong đó. Cái ngũ quẩn này nó phải có cái sự tuần hoàn ở trong đó. Thành ra những cái gì mà nó vướng vào cái thân này rồi á, thì nó sẽ trở thành bất tịnh. Đó, đồ đạc để ở ngoài đó thì nó thơm, nhưng mà thử mà đắp lên người mình coi, là coi như là nó sẽ có cái mùi hôi của cái người đó. Những cái vật thực ở ngoài bây giờ để thật sự ra là chiên lên nó rất là thơm, nó có sả, có hành, có tỏi, có ớt gì ở trong đó, nó rất là thơm. Nhưng mà đưa vô miệng này rồi, nuốt rồi mà móc trở ra lại là nó sẽ hôi. Đó, không thể nào mà nói. Thành ra đó, vướng vào ngã chấp thủ này thì 4 cái thủ này đó cần được tháo gỡ, 4 cái thủ này cần phải được tháo gỡ thì mới đạt đến cái quả vị, sa môn. Thì vậy thì tháo gỡ là tháo gỡ cái chỗ nào đó? Thì quý vị thấy rằng dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ là cái sự mà nắm chặt, cột chặt, có nghĩa là mình bị dính mắc quá. Dính mắc quá, mà do đâu mình dính mắc quý vị? Do đâu mà chúng ta dính mắc về cái điều này? Chúng ta nhớ là ái mạnh nó sẽ thành thủ, ái mạnh thì nó sẽ thành thủ. Đó, dễ thôi. Khi mà chúng ta mà có cái sự mà dính mắc cái gì quá đi, là coi như là bây giờ mình nghe rao thuyết giảng cái kiến thức đó, cái chủ thuyết đó là hay, mình cứ hay, chỉ có ông này là một thôi, thì lâu ngày mình cũng trở thành cái sự chấp thủ đó. Hoặc là bây giờ mình thấy rằng tôi thích cái món đó nhất, cái món đó là số 1, thì lâu ngày chấp thủ. Cũng như quý vị thấy rằng cái ông hàng bò đó, không ăn cơm mà không có thịt bò là không ăn được. Thì bây giờ mình ăn không có thịt bò thì ăn rau, ăn gì đó. Nó cũng như ở trong Phật giáo Nguyên Thủy á, không phải là cái đạo ăn mặn. Quý vị thật sự ra có nhiều người ta nói rất là quan cho cái Phật giáo Nguyên Thủy này. Phật giáo Nguyên Thủy này quý vị thấy không, đi qua bên những cái tôn giáo bạn, hoặc là qua những cái gia đình Phật tử, người ta cúng cái gì ăn cái đó, có đòi hỏi hồi nào mà nói người ta là cái đạo ăn mặn đó. Thành ra có những cách mà mình nói cho rất là quan ức cho cái người nghe đó. Thành ra đó, ở trong cái điều này á, nó cũng làm cho mình
bỏ đi cái sự chấp thủ, mà không có chấp vì không phải là cái thức ăn đó là mình phải mình mới ăn đó. Bây giờ mình đến nhà Phật tử đó thì người ta cúng dường cho mình khoai lang hoặc là cơm tàu hũ gì thì mình ăn theo cái đó thôi, ai cúng gì mình ăn theo đó thôi. Thành ra nhờ như vậy mà nó cũng không có chấp thủ. Vậy thì ý chúng tôi ở đây muốn nói về bốn cái thủ này cần được tháo gỡ. Mà làm sao mà mình biết mình tháo gỡ, quý vị? Thì mình phải biết rằng là do đâu mà mình có cái sự chấp thủ này. Thì là do ái mình bị, mình bị cái ái, mình ham thích quá. Thì lâu ngày nó cột cứng mình thôi, nó thành cái sự chấp thủ thôi. Đó, mà cái ái này á là do đâu có, quý vị? Thọ thì duyên cho ái. Đó, mình có những cái thọ, thọ khổ, thọ u, thọ xả, thọ hỷ gì đó, nói chung là những cái cảm thọ. Mà những cái cảm thọ này đó là do ở đâu có? Do cái sự xúc chạm, các căn của mình có cái sự xúc chạm với các cảnh, thành ra nó sanh lên thọ, thọ nó sanh lên ái. Đó, vậy thì những cái xúc này á là do đâu? Do có lục nhập, nhãn nhập, nhĩ nhập, vân vân, do có lục nhập nó làm duyên. Mà những cái lục nhập này á là nó lấy cái gì làm duyên? Là do danh sắc, có danh pháp nó làm duyên. Mà danh này á là do đâu có? Là do thức, thức có nghĩa là thức tái sanh, thức tái sanh và những cái thức bình nhật. Đó, những cái thức này nó sẽ làm duyên. Thức này đó là có nghĩa là những cái thức tục sanh cũng có, những cái thức mà ở trong hàng ngày mình cũng có. Đó là cái thức bình nhật đó, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, vân vân, tâm thức của mình. Đó, nó làm duyên với danh sắc. Đó, rồi những cái thức này á, cái này cũng mấu chốt. Đó, vậy thì những cái thức tái tục hoặc là những cái thức mà bình nhật này là do đâu mình có? Những cái thức tái tục này á là do đâu có? Rồi những là do đâu, quý vị? Do ba hành. Do ba hành. Mà ba hành này á, ba hành này có nghĩa là cái gì? Đó, phúc hành. Phúc hành. Phúc hành là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình làm những cái chuyện gì á mà nó thuộc về thiện, nó do tám tâm đại thiện mà nó tác động đến thân khẩu ý của mình, để mà mình bố thí, mình trì giới gì đó, rồi với năm tâm thiện, năm tâm thiện của sắc giới. Đó có nghĩa là 13 cái thiện này, 13 cái thiện này được gọi là phúc hành, nó sẽ tác động đến, nó sẽ tác động đến để mà nó cho những cái quả thức, những cái quả thức thiện. Đó, rồi phi phúc hành là có nghĩa là hàng ngày ở trong những cái hành động bất thiện của mình, thí dụ như là những cái hành động mà sát sanh, trộm cướp đồ này kia vân vân, thì nó xuất phát từ 12 cái tâm bất thiện, được gọi là phi phúc hành. Nhưng mà nếu mà trong cái vi phúc hành này á mà nó làm duyên á để mà cho tục sanh á, cho cái quả tục sanh á, thì chúng ta chỉ lấy là 11 tâm thôi, trừ ra cái tâm si phóng dật. Tại vì tâm si phóng dật nó không đủ cái năng lực để mà cho cái quả tái sanh. Đó, không đủ cái năng lực để mà cho cái quả thức, để mà làm cái quả thức tục sanh. Đó, si phóng dật thì nó yếu. Đó, nhưng mà nếu mà cho quả bình nhật thì chúng ta sẽ lấy hết 12 tâm bất thiện, thì cái đó gọi là phi phúc hành. Rồi bất động hành là có nghĩa là những cái tâm thiện vô sắc, những cái tâm thiện vô sắc, thì nguyên cái nhóm này thì chúng ta gọi là hành, gọi là hành, có nghĩa là những cái phúc hành, phi phúc hành, bất động hành. Thì những cái này thì nó cho những cái quả thức tùy theo cái phúc hành hay là phi phúc hành. Đó, rồi những cái hành này đó là do đâu, quý vị? Do đâu có? Do vô minh. Do vô minh, do vô minh mà nó thúc đẩy. Bây giờ do vô minh, chúng ta không biết đó là danh pháp, đó là sắc pháp, do vô minh mà
chúng ta không biết đó là cái sự mà tham ái nó được lặp đi lặp lại đó. Thành ra chúng ta mới có những cái hành động mà phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, vân vân, nó cho những cái thức tục sanh đó, thức là nó cho ra danh sắc, danh sắc nó cho ra lục nhập, vân vân. Thì một vị mà biết được, chúng ta biết được bốn cái pháp thủ này, rồi cái nguyên nhân nào mà nó hình thành bốn cái pháp thủ này, thì chúng ta biết được ngay chỗ cái dòng thập nhị nhân duyên. Chúng ta lấy từ ngay chỗ cái thủ đó, rồi lùi lại là cái ái, rồi cái thọ, lục nhập, cái danh sắc, vân vân, rồi cho đến cuối cùng là vô minh. Thì chúng ta biết được, chúng ta quán xét biết được những cái điều này, thì khi nào mà minh nó sanh khởi thì nó không còn những cái gọi là hành mà nó làm cho có những cái quả thức tái sanh, là do lúc đó là minh nó sanh khởi, có nghĩa là trí tuệ của chúng ta sanh khởi rồi, thì nó không để lại những cái quả thức để mà tục sanh nữa. Thì đó là dần dần nó sẽ chấm dứt được những cái thủ. Vậy thì khi mà một cái vị thánh đệ tử hoặc là những cái vị mà tu tập mà hiểu được chúng ta không có bị vướng vào hai cái kiến đó là thường kiến và đoạn kiến, và chúng ta không có bị vướng vào, mà hơn nữa chúng ta biết tháo gỡ bốn cái pháp thủ, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ, rồi chúng ta biết bốn cái thủ này chúng ta tháo gỡ bằng cái gì? Bằng cái dòng thập nhị nhân duyên. Chúng ta biết cái cách để mà chúng ta tu tập, chúng ta tháo gỡ, thì lúc đó cái vị đó sẽ đạt đến bả vị là sa môn, đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với cái bài pháp ngày hôm nay thì còn lại những cái chi pháp đó thì chúng tôi xin được trình bày với bấy nhiêu lời như vậy. Bây giờ còn cái thời gian để lại cho chư tăng thảo luận, nên chúng con xin được chấm dứt. Với phần phước này, con xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật. Và cũng xin chia điều cái phước này đến các vị chư thiên chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan nghị thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sau chương trình thầy Phật tính, xin được hỏi quý Phật tử, quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Bạch thượng tọa thầy siêu, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa thầy siêu cầm mic được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa thầy siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy và có nghe được không? Thượng tọa thầy quyền ấy, thì có nghe được không vậy? Nếu được thỉnh thượng tọa thầy quyền hoan hỷ trả lời câu đầu tiên. Thượng tọa thầy quyền, chúng ta thường nói về hai chữ tà kiến là thường kiến và đoạn kiến. Người Phật tử thì ít có ai chấp vào đoạn kiến, nhưng mà chấp vào thường kiến cũng nhiều. Nhưng mà tại sao dù là chấp thường kiến hay đoạn kiến thì đều là cản trở con đường tu tập chuyển hóa? Xin thưa tội tự quyền quan hệ giải thích thêm về điều này. Ở trên trường hợp Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thần Tổ Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Phật tính, Đức Tỳ Tri, Sư Nguyên Thông. Kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Bây giờ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, câu hỏi thảo luận hỏi rằng ngay cả người tu cũng phải có nhiều chấp thủ thường kiến. Tại sao sự chấp thủ dù là thường kiến hay đoạn kiến đều cản trở sự tu tập chuyển hóa? Ở đây có một điều mà chúng ta nhớ, chấp thủ thì dầu cho là chấp bất cứ là cái chuyện nhỏ, chuyện lớn, hoặc là chuyện xa gần, hoặc là chuyện thường kiến, đoạn kiến, chấp thường, chấp đoạn, hay là nói chung là kiến chấp khởi sanh lên, thì xem như đó là điều là một sự cản trở cho sự tu tập. Một trong những cái mà chúng ta nhớ là
là cái vị thánh tu đồng ngần đạt được một trong những cái tầng cấp đầu tiên đó. Chỉ trừ thân kiến, trước nhất là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, để chúng ta thấy nó quan trọng ở chừng nào đó. Nếu như mà chúng ta có một kiến chấp sai, cái tà kiến sai như vậy thì thế ra nó không có hiển lộ được cái chánh kiến. Mà chánh kiến tức là chúng ta truy tập được khổ, truy tập được nguyên nhân sinh khổ, truy tập được sự chấm dứt khổ và truy tập con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Khi nào mà chánh kiến thực hiện như thế thì xem như chánh kiến làm nhân làm duyên cho đạo lộ giải thoát, cho cái sự chuyển hóa, cho cái sự tiến tu. Còn bây giờ thí dụ như bây giờ chúng ta chấp thủ bất cứ ở một cái điều nào thì cái chấp thủ đó, cái tham nó làm nhân làm duyên, nó che khuất làm nó trợ tạo cho vô minh. Thì vô minh có mặt thì không có minh, mà minh có mặt thì không có vô minh. Thì ở đây chính là nếu như không có vô minh thì chúng ta mới hiểu đúng về tứ đế, chúng ta hiểu đúng về nhân quả, chúng ta hiểu đúng về thập nhị duyên khởi. Ở trong sự tu tập á, ngay cái tâm tư của mình cũng vậy, nó phóng dật, nó thở ra thở vào, hay hoặc là đời sống bình nhật của chúng ta gặp nhiều cái vui, cái buồn, cái thuận, cái nghịch, đều là do cái nhân quả, do cái nghiệp báo à, không có chuyện gì hết. Rồi chúng ta nghĩ rằng bởi vì chính vì cái chỗ mà chấp á, dầu như chấp thường kiến á, thì chúng ta cũng chấp ta, hay là chấp tin tưởng một cái gì đó mới gọi là tà thần quỷ quái gì đó, thì nó làm cho tri kiến của chúng ta không có đủ trong một sáng, không có đủ cái chánh kiến, chánh tư để mà chúng ta tiến tu được. Có thể nói nó như là một cái phương hướng định vậy đó. Nếu như phương hướng định đó mà nó trật thì không thể đi đến cái đích được. Thì chánh kiến nó là một cái, nó làm cho chúng ta phải có một cái sự nhận thức đúng, một sự hiểu biết đúng. Cho nên nếu mà người, bởi vì cho nên người Phật tử, chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta, ngay cả có một số người tự xưng mình lâu năm, lâu ngày, lâu tháng, nhưng đều đời sống bình nhật, mình luôn luôn sống chôn trong một cái thường kiến nhiều. Ngay cả chúng ta lễ lại, chúng ta bái sái, chúng ta cầu, chúng ta nguyện vân vân, thì đó chính là thường kiến xuyên qua cái đời sống bình nhật của chúng ta. Mà đây là cái điều thật đó. Bởi vì tại sao chúng ta dựa trên cái thường kiến đó? Bởi vì do tham ái nó làm nhân làm duyên. Chúng ta muốn được yên ổn, chúng ta muốn được như ý cát tường, chúng ta được muốn cái này cầu cái nọ cái kia, ngay cái sanh hữu, ước vọng sanh hữu. Tức là chúng ta dục hữu, ái sắc hữu và dục ái hữu ái và phi hữu ái, thì đấy chính chúng ta cũng đã đau khổ. Một cái điều mà đúng đắn cũng vậy, quý vị làm phước mong rằng đời sau sanh ra được về cõi an vui, mà chúng ta nó bố thí sanh thiên tu thiền giải thoát đó, nói cách chung chung vậy đó, thì chúng ta hướng cầu hướng nguyện một cái đúng đắn đó, do nhân này làm duyên, thì cái ước mong sanh, cái sanh hữu đó cũng là nó có cái tham ái trong đó. Chính cái tham ái này, bởi vì chúng ta ước, chúng ta chấp trong cái ngũ uẩn này để được tồn tại, nó cũng là cái chấp thủ. Cái đó thì còn cái thường kiến thì quá gặp nhiều rồi, gặp nhiều lắm quý vị, thường lắm. Và chúng ta tin, chứ chúng ta không có tin nghiệp báo. Mà thí dụ bây giờ nha, có một người nào đó nói bây giờ người bay, người đó có cái năng lực, có một cái thần phép gì đi, nghĩa rằng bây giờ anh sẽ chết trong vòng 3, 4, 5, 10 ngày nữa. Nếu anh không làm điều này, anh phải nghe theo tôi thì anh sẽ được tốt, vân vân. Thì lập tức chúng ta sợ liền. Chúng ta sợ, chúng ta chấp cái mạng sống chúng ta. Nhưng nếu mà người mà có một chánh kiến, có một chánh kiến rõ ràng, không sợ gì cả. Cái chuyện gì cũng do nghiệp quả của chính mình thôi. Mình cố tránh né những cái hiểm nguy để đưa đến mạng sống như là bệnh hoạn, như là nạn tai. Còn tất cả đều rồi cuối cùng thì chúng ta chiều theo cái nghiệp quả thôi. Vì vậy cho nên ngay cả người tu có nhiều cái chấp thủ thường kiến, nó cũng không là một cái điều lạ. Còn nếu như mà chấp đoạn thì chúng ta không cần phải nói nữa rồi, thì chấp đoạn thì đâu có tu.
Mà chúng ta nhớ có nhiều người tu cũng vẫn bị chấp đoạn, nhiều khi mà chúng ta không biết, chúng ta không hiểu. Ngay cả thí dụ bây giờ nói rằng có nhiều vị tu sĩ nói là không có địa ngục, không có phước báo gì trên, đó chẳng qua chỉ là mình làm vậy thôi, y như là cái thiết hiện sinh vậy. Tức là thí dụ như là mình làm thì mình làm có cái tấm lòng tốt thôi, chứ nó không có quả, không có cái nhân gì hết. Hoặc là người ta không có cảnh giới địa ngục, được không có cảnh giới chư thiên này nọ, tất cả cái điều đó là chẳng qua do tư tưởng của mình suy nghĩ ra, không có thần, không có Phật gì cả, cái đó là chính là con người nắng tạo ra, vân vân. Và các vị đó rất giỏi chứ không phải là dở. Nhiều khi như trong một cái, nhiều khi một cái đơn giản hiện khởi lên về vấn đề sanh hữu, về vấn đề chúng sinh, họ chưa hiểu được rằng chúng sinh ba giới bốn loài rất là rộng, rất là nhiều, rất là lớn. Mà cái kiến chấp của chúng ta hay là cái sự suy nghĩ của chúng ta, nó như hạt cát trong sa mạc đối với cái tuệ tri tuệ giác của Đức Phật toàn giác khắp cùng pháp giới. Bởi vì khi Ngài nói như vậy, tự nhiên cái mình đây nè, ủa đây của sao lại vậy ta, tự nhiên sao mà chim biết nói tiếng người, ủa sao tự nhiên rồi con voi nó nói với con sư tử, hay là con sư tử nó nói với con chim, hay là con ngựa nó nói với con mèo, con chó gì vân vân, thì tự nhiên ủa sao kia vậy. Thì tự nhiên bởi vì chúng ta không biết được cái sự giao dịch, cái sự trao đổi giữa chúng sinh đó với chúng sinh đó, mà Đức Phật Ngài tường thuật lại cho chúng ta như là một lời nói, thì chúng ta đâu có hiểu. Thí dụ như bây giờ nói rằng tại sao mà thí dụ mình nói rằng bởi vì người ta không hiểu, chứ thật nó sao hỏa làm sao có nước, ở đó là nó là cái trạng thái tương đúng đốt nóng không mà, nhưng điều thật sự bây giờ ta tìm ra sao hỏa có nước, thì Đức Phật Ngài nói là tứ đại thôi, cái gì cũng tụ hợp thành tứ đại mà nó tạo nên đối với các vật vô tri vô giác này, vân vân. Thì những cái điều đó 25 thế kỷ trước Đức Phật Ngài cũng đã nói. Và kính thưa quý vị, trong cái kiếp thành, kiếp trụ, kiếp quả, kiếp không á, thì khoa học cũng nói đầu tiên của kiếp sống này nó là nước. Thì cũng vậy, thì đầu tiên quả thật chính là nước. Nước rồi sau đó mới đầu từ từ hình thành, đông đặc lại, hình thành lên cái cõi giới này. Và các cõi giới khác cũng vậy, kiếp thành, kiếp trụ, kiếp quả, kiếp không, kiếp đất, ví dụ như vậy đi. Thì bắt đầu sau đó nó có từng cái điều này, từng cái điều kia. Và thế là như chúng ta thấy, chúng ta nói trời một mặt trời muốn chết rồi. Bây giờ Đức Phật trong kinh Ngài nói rằng sẽ một mặt trời thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Thì bây giờ người ta phát hiện ra sẽ đã có một mặt trời chuẩn bị xuất hiện, vân vân. Thì những cái mà cái ốc tiêu của mình, cái hiểu biết của mình nó quá là cạn cợt, thì làm sao mà nói đến một cái cõi giới bao la thậm thâm này được. Cho nên nếu như chúng ta ngu si, chúng ta giới hạn như vậy, thì đó chính là cản trở cho cái sự tu tập của chính mình. Chính mình chấp thủ. Ví dụ bây giờ mình nói rằng bây giờ chỉ có pháp môn này, chỉ có cái sự tu cũng như là niệm cái ông này, niệm cái phần này mới đưa đến cái kết quả giải thoát, mới gọi là mới là về cõi này, về cõi kia, về cõi giới này, về cõi giới nọ. Thì chúng ta chưa có học hiểu, tu không có về cõi nào đó. Nếu chúng ta thành tựu cái kết quả của sự tu tập mà để về cõi này cõi nọ, là đó là một sự hiểu biết ngay cả rơi vào thường kiến luôn, chúng ta không biết. Để sanh được về cõi đó mà chúng ta không hiểu, mà cõi đó nó không có thật, mà cũng như là về cái cõi an lạc giải thoát, nó chỉ là một cảnh tịch tịnh vắng lặng, đó chính là trạng thái của niết bàn. Mà niết bàn là cảnh chứ không gọi là cõi niết bàn. Cõi thì ở đó có cái gì, chúng sinh dựa, chúng sinh nương tựa trên cái cõi đó để mà sống, ở mà cõi đó mà sống, không có sống, có sanh ra thì gọi là cha tiết biết đục kha, thì má ra năm biết đục khăn, thì số cấp bari đều đục khổ đô mà nang su ba gia sa. Hãy mà có sanh thì chuyển hóa lại cho vô minh, mà vô minh thì vô minh duyên cho hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, vân vân. Và thế là chúng ta già chết sầu bi khổ não, và cứ thế như thế. Thì khi mà hiểu mới được chứ. Thì nếu không hiểu thì chúng ta đi rất lớn, tức là sự tu tập của chúng ta nó bị cản trở, mà nó đi không đúng. Dạ. Vì vậy cho nên đây chính là cái câu trả lời của chính con. Kính bạch thượng tọa, nếu có điều chi cần bổ túc sơ thất thì kính mong bổ túc. Nam mô.
của tha giác. Kính thưa Thượng tọa, xin quyền xin lỗi, quý Thượng tọa đang trả lời mà gõ cái keyboard đó là lỡ được cô thảo luận hai lần. Bạch Thượng tọa tự siêu, Thượng tọa có ở trước máy không? Nếu mà Thượng tọa tự siêu đang có ở trước máy, dạ. Bạch Thượng tọa tự siêu, trước khi mà hỏi câu số 2, muốn hỏi Thượng tọa một điều đó là có nhiều người ở trong chúng ta đó thấy rằng cái sự chấp thủ thường kiến nó nhẹ lắm, dạ, nó không có gì đáng, thậm chí nó còn tốt nữa, dạ, có nhiều người quan niệm chấp thủ thường còn tốt nữa. Nhưng mà nếu mà mình tin rằng mình có một linh hồn không thay đổi, dạ, thì nó có vấn đề gì đối với sự tu tập? Nó có tại sao mình tin mình có cái linh hồn trường cửu không thay đổi mà nó lại là vấn đề? Bởi vì ngay cả trong Phật giáo có nhiều tông phái vẫn tin rằng mình có linh hồn và linh hồn có trường cửu bất biến. Thì tôi có thể giải thích thêm về những này, tại sao tin có một linh hồn bất biến mà nó trở ngại cho sự tu tập chuyển hóa, cái tin thì đó. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Khi mà mình chấp thủ tình có một cái linh hồn bất biến thời như vậy, họ sẽ suy nghĩ rằng tánh mình ai biến thì nó là như vậy, cố hữu tánh mình sân hận hay sân giận nó là cố hữu, vân vân. Thời như vậy người này sẽ không có cái sự nỗ lực, không có sự quyết tâm, không có ước nguyện để sửa đổi, để rèn luyện. Bởi vì cái linh hồn ở trường tồn bất biến thì hễ cái linh hồn sa đọa thì sa đọa. Chứ không có sửa được. Do vậy, nếu một người mà chấp vào cái thường kiến thì người đó cũng sẽ chặn đứng cái sự tu tập. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ cái sự chấp về thường kiến nó có nhiều cái sắc thái. Họ chấp có một đấng tạo hóa ở cõi vĩnh hằng tạo nên muôn loài, thì cái này nó cũng sẽ khiến cho người đó nghĩ rằng hãy tạo hóa tạo như thế nào, định đặt như thế nào thì phải chấp nhận như vậy thôi, chứ không có sửa đổi được, không có tu sửa được. Rồi chấp theo thường kiến, họ
chấp cái linh hồn một cái bản ngã vĩnh hằng bất biến, chết rồi thân tứ đại mặc dù nó có tiêu hoại nhưng mà cái linh hồn nó sẽ đi đầu thai ở kiếp sống khác, ở cảnh giới khác. Người trước đây như thế nào thì bây giờ cũng là như vậy, bây giờ như thế nào thì sau này thì tái sanh cũng là như vậy, là chấp theo cái bản ngã và cái linh hồn cũng là chấp thường kiếp. Người chấp theo cái thuyết định mệnh cũng là chấp theo thường kiếp. Định mệnh đã an bài ra sao thì bây giờ phải cúi đầu chịu, chứ không có thể sửa đổi được. Cho nên ở đây một câu hỏi thượng tọa Giáo Đẳng hỏi ra, nhưng mà chúng tôi muốn trình bày thêm về cái vấn đề thường kiến nó có liên quan đến cái vấn đề chấp một cái linh hồn nữa. Nó chỉ là một trong ba cái vấn đề thôi, ba cái luận thuyết, ba cái chủ thuyết chấp để trình bày thêm cho quý vị. Và bây giờ thì chúng ta có câu thảo luận số 2 hồi nãy chúng tôi có thỉnh thượng tọa Giáo Đẳng trở lại. Nãy chúng tôi có thấy câu số 2 nhưng mà thượng tọa đặt cái câu thảo luận số 2 nó khác. Câu số 2 chúng tôi đã trả lời xong, bây giờ thỉnh thượng tọa trở lại điều học. Chúng ta từ từ đó có hỷ giảng là tại sao giáo lý duyên khởi rất nó vượt ngoài thường kiến và đoạn kiến. Tại vì có rất nhiều lần có những người hỏi Đức Phật về một câu hỏi mà họ tưởng đâu là được Đức Phật trả lời nó mất có hoặc không, thì Đức Phật không trả lời là có hay là không, mà Ngài nói là vô minh duyên cho hành, hành duyên thức, vân vân. Thì như vậy rõ ràng giáo lý duyên khởi là nằm ngoài cái quan điểm thường kiến đoạn kiến. Từ đó có thể giải thích rõ về điểm đó không? Kính thưa thượng tọa. Kính bạch Thiên Tăng, kính thưa quý Phật tử, cái giáo lý duyên khởi là nói đến cái định lý do cái này có mặt nên cái đó có mặt. Cái này sinh khởi nên trợ duyên cho cái kia sinh khởi. Khi nào mà cái này diệt mất thì cái kia mới diệt mất. Vâng vâng. Thì câu này Đức Phật Ngài đã dạy trước khi Ngài nói đến cái giáo lý duyên khởi. Ở đây cái giáo lý duyên khởi gọi là vượt khỏi hai cái kiến chấp thường kiến và đoạn kiến, là bởi vì ở trong giáo lý duyên khởi
các pháp tử vi có hiện sanh. Và sẽ hiện sanh, sẽ sinh khởi. Đã sinh khởi, đang sinh khởi và sẽ sinh khởi. Do cái này trợ cho cái kia mà sanh lên, cái kia nó lại tiếp tục làm năng duyên để trợ cho cái nọ sanh lên. Như vậy thì có nhưng không phải là đoạn kiến, không phải là thượng kiến, là bởi vì có đó là có từng cái đơn vị. Thí dụ như có vô minh, rồi vô minh mới duyên cho hành, tức là nghiệp luân hồi. Hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Thì thức danh sắc lục nhập xúc thọ đó là quả luân hồi. Thì năm cái quả luân hồi đó là do hành làm duyên, do nghiệp làm duyên. Rồi thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ. Hai cái này nó thuộc phiền não luân hồi. Và chính vì do ái duyên thủ thuộc duyên, thủ mới duyên cho hữu. Hữu ở đây là nghiệp hữu, căm mắt phá quá, là nghiệp luân hồi. Rồi hữu duyên cho sanh lão tử sầu bi khổ não, sanh già chết sầu bi khổ não, cái đó là quả luân hồi. Như vậy chúng ta thấy trong 12 cái nhân duyên, 12 cái duyên khởi đó, thì không có cái nào mà gọi là tồn tại vĩnh hằng. Cho nên giáo lý duyên khởi vượt ngoài thường kiến. Nhưng mà cũng không phải là đoạn kiến, là bởi vì đoạn kiến là nó sanh lên rồi nó chấm dứt. Người ta cho rằng là chết là hết, không có cái sự tái sanh, không có sự hóa sanh, không có quả báo của hành vi thiện ác. Như vậy gọi là đoạn kiến. Trong khi đó thì giáo lý duyên khởi nói rõ ràng, có thì có bằng cách tiếp nối với nhau mà trợ duyên, trợ duyên tiếp nối với nhau mà sanh lên. Còn gọi là vô thường là bởi vì vô minh nó chỉ là phiền não luân hồi, rồi nó trợ duyên cho hành là nghiệp luân hồi. Nghiệp đó mới trợ ra thức tái sanh, thức tái sanh đó mới trợ cho danh sắc duyên lục nhập. Cái trước và cái sau nó không phải là một, mà cũng không phải là khác. Cho nên ở đây, lý do đó mà giáo lý duyên khởi được trình bày, được Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng, Ngài trình bày là vượt khỏi cả hai kiến chấp thường kiến và đoạn kiến. Chúng sanh phàm phu vì vô minh không hiểu, do đó cho nên họ nghĩ từ nhỏ sanh ra
tôi cũng là tôi, đến khi lớn lên cũng là tôi, khi già cũng là tôi, chết cũng là tôi, rồi tái sanh ở cảnh giới khác cũng là tôi. Tôi sanh ra, tôi lớn lên, tôi già, tôi bệnh, tôi chết, rồi tôi tái sanh. Thì như vậy họ rơi vào cái tình trạng là thường kiến. Họ không thấy được rằng trong một chuỗi dài của kiếp sống, từ quá khứ liên kết với hiện tại, hay là hiện tại với hiện tại, hoặc là hiện tại với tương lai, nhân quá khứ quả hiện tại, nhân hiện tại quả tương lai, nó có cái sự diễn biến tiếp nối với nhau bằng cách là vô gián duyên. Anh đang ta rất là chỉ giác. Người Đức Phật Ngài đã tuyên bố giáo lý duyên khởi, có nghĩa là vô gián duyên thường dẫn đến duyên. Như vậy đó, người mà biết được giáo lý duyên khởi thì họ sẽ không có chấp vào cái thường kiến. Và lại nữa, chỉ khi nào vô minh đoạn diệt do cái sự giác ngộ niết bàn, chính quả là A-la-hán đoạn tận vô minh, thì vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thức diệt, thức diệt duyên sắc diệt, duyên sắc diệt duyên lục, lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, vân vân. Do cái này diệt cho nên cái kia nó mới diệt. Hễ cái này có mặt mới trợ duyên cho cái kia sanh khởi, mà hả cái này diệt thì cái kia nó diệt mất. Chỉ khi nào mà diệt được phiền não luân hồi thì mới từ bỏ cái nghiệp luân hồi. Mà bỏ được cái nghiệp luân hồi, không có tạo tác nữa, thì quả luân hồi mới không có thành tựu. Đó gọi là cái sự giải thoát. Nhưng đó không phải là đoạn kiến. Một người đoạn kiến có nghĩa là bản thân của họ không có tu tập, tham sân si vẫn còn, vô minh vẫn còn, vô minh duy cho hành vẫn còn, hành duy cho thức, thức duy cho sắc vẫn còn, mà họ vì thiểu trí, vì không biết, cho nên họ nghĩ rằng chết là hết, bây giờ cứ lo hưởng thụ đi. Họ không tin có đời sau, không tin cái sự tái sanh. Thì như vậy cái đó mới là đoạn kiến. Còn như người mà hiểu biết về Phật Pháp đó, thì ngay trong hiện tại hễ còn tạo nghiệp, nghiệp hữu, thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu, ý nghiệp hữu, thì họ biết rằng hữu duyên cho sanh, chính do cái nghiệp hữu này nó tạo ra cái sự tái sanh. Và do cái sự tái sanh thì trong tương lai mới có cái sự già, chết, sầu bi khổ hoài. Nếu muốn chấm dứt cái sự tái sanh đó, muốn không còn cái sự tái sanh đó, thì ngay trong hiện tại tu tập để đoạn trừ ái. Hãy ái kết thúc thì thủ chấm dứt. Thủ chấm dứt thì nghiệp không có. Vì A-la-hán không có tạo nghiệp thiện hay tạo nghiệp bất thiện, thưa quý vị. Và chính do nghiệp, cả hai loại nghiệp thiện ác đã từ bỏ, nên không có cái sự tái sanh. Thì vị A-la-hán ngài tuyên bố sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nó làm đã làm, gánh nặng đã xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Một vị A-la-hán, một bậc đã giải thoát, đã thoát khỏi sanh tử luân hồi, thì ngài tuyên bố như vậy mới được, mới không phải là đoạn kiến. Còn như phàm phu của chúng ta tuyên bố
không còn cái sự tái sanh là chúng ta rơi vào đoạn kiếp. Bởi vì sự thật thì chúng ta vẫn còn vô minh duyên hành, hành nhận thức vô vân. Cho nên khi nói đến cái giáo lý duyên khởi là chúng ta phải hiểu rằng cái giáo lý duyên khởi là vượt khỏi cả hai thường kiến và đoạn kiến là như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, nhưng Thượng Tọa đang có mặt ở trước máy và Thượng Tọa nói nghe cũng rất là rõ đó. Thượng Tọa có thể cho biết một vài cảm nhận Thượng Tọa là nếu chúng ta đọc sâu vào trong kinh điển thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài rất chú trọng về giáo lý duyên khởi. Ví dụ như từ Châu Pháp Tứ Niệm Xứ cho đến nhiều bài kinh khác, Đức Phật Ngài dạy về xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, thủ hữu vân vân. Và giáo lý duyên khởi đó lại là một cái nhìn vượt khỏi thường kiến và đoạn kiến như chúng tôi đã giảng nãy giờ. Nhưng mà phải chăng là người Phật tử Việt Nam ít có để ý đến điểm này phải không? Thượng Tọa có cảm nhận rằng ngay cả Chư Tăng Việt Nam với xuất gia và tại gia khi mà nói chung chung là ít có chú ý đến giáo lý duyên khởi, Thượng Tọa có nghĩ như vậy không? Kính thỉnh Thượng Tọa quan nghĩ trở lại. Đức Bạch Chư Tăng kính thưa quý vị, nó có nhiều cái nguyên nhân. Mà thế giới tu Phật bây giờ nói chung là giới tu Phật gồm xuất gia và tại gia, chứ không hẳn chỉ là việc Phật tử thôi. Ít có chú trọng đến cái sự tìm hiểu về giáo lý duyên khởi. Nó có ít nhất là ba cái nguyên nhân mà chúng tôi muốn trình bày. Thứ nhất là vì cái trí tuệ kém cỏi, họ suy nghĩ cái gì mà nó hơi sâu sắc và nó có nhiều cái mối nối thì họ cảm thấy là đau đầu và họ lười biếng, họ không muốn suy nghĩ, họ chỉ suy nghĩ cái chuyện làm Phật tử đi chùa chỉ có chuyện là đi làm phước thôi, nó bị xuất gia thì chỉ giữ giới rồi tụng kinh tụng kệ vậy đó, ngày này qua tháng nọ chỉ làm như vậy họ thấy khỏe hơn, ít có mệt óc hơn là để suy tư. Vì quý vị có biết rằng cái pháp duyên khởi đó này, Ananda, cái pháp duyên khởi nó rối như cái tổ kiến. Quý vị biết cái tổ kén mà do cầm nó nhả tơ rồi nó quấn như là một ống chỉ, một cuộn chỉ, hay là như cỏ mun cha. Cho nên đi tìm cái manh mối không phải là chuyện đơn giản, thưa quý vị, không phải chuyện đơn giản. Khi mà tôn giả Nhân Đa ngài nói rằng con hiểu giáo lý duyên khởi, con thấy cái giáo lý duyên khởi hiểu dễ dàng, thì Đức Phật Ngài dạy rằng chớ có nói như vậy, vì ngươi là người có duyên, có trí tuệ, cho nên mới hiểu thấy như thế. Chứ còn đối với giáo lý duyên khởi nó rối như cái tục kém thì chúng sanh mà thiểu trí là không thể nào mà họ suy tư cho tường tận được. Cái lý do thứ hai là vì chúng sanh không hữu duyên,
khi mà họ chỉ có cái căn duyên đi đến với Phật pháp, quy Tam Bảo, giữ năm giới và làm các thiện pháp, hoặc là cái duyên xuất gia có cái hình thức rồi tụng kinh niệm Phật vậy thôi, chứ cái duyên mà đưa đến cái trí tuệ giải thoát trong tương lai, quý vị biết rằng hiểu được duyên khởi cũng là một đại duyên, một thắng duyên để trợ lực trong tương lai chứng quả A-la-hán rất dễ. Báo cho quý vị biết như vậy. Cho nên ngay trong hiện tại, Phật tử chúng ta ai mà suy nghĩ nhiều về giáo lý duyên khởi, thâm nhập được giáo lý duyên khởi, thì người đó ngay trong hiện tại nếu không chứng được đạo quả A-la-hán thì trong tương lai một ngày gần thời Đức Phật Mát-tây-giá chúng ta cũng chứng được. Cái đường lối đó là cái đường lối mà nó rõ ràng nhất. Bởi vì thập nhị duyên duyên là cái đường, là cái quy trình sanh tử luân hồi. Mà mình hiểu được cái con đường đó như là mình hiểu được cái bản đồ thì mình đi nó dễ lắm. Trở lại vấn đề là vì chúng sanh không, ít có chúng sanh hữu duyên và có cái tâm nguyện giải thoát, cho nên mới bị vậy. Và cái lý do thứ ba nha quý vị, là sau khi quy Tam Bảo, người Phật tử chúng ta ít có thường được nghe pháp về giáo lý duyên khởi, ít có được nghe vị thầy giảng dạy cặn kẽ về giáo lý duyên khởi. Muốn học giáo lý duyên khởi thật là chu đáo thì chúng ta nên thông suốt về thắng pháp A Tỳ Đàm ở phía tâm mắt. Và giáo lý duyên khởi này được nói đến rất nhiều bằng cách triển khai thắng pháp Abhidhamma ở trong bộ Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga, phần tuệ đấy thưa quý vị. Cho nên vì ít có học hỏi và không có được nghe giảng dạy cặn kẽ nên hoàn toàn mù. Chúng ta ít có chịu nghiên cứu, ngay cả bậc xuất gia cũng vậy. Bậc xuất gia thời nay mà xuất gia với một vị thầy tế độ, và vị thầy tế độ mà hiểu được giáo lý duyên khởi một cách tận tường không phải chuyện dễ, không kiếm không ra đâu thưa quý vị. Bởi vậy bây giờ xuất gia chỉ là tạm tạm, gặp có vị nào mà tu lâu hơi cao hạ và có uy tín một chút, có chức vụ lớn một chút và có đồ chúng đông một chút, có nhiều thiện nam tín nữ vây quanh, thì vị đó được xem như là chấu sáng để làm thầy tế độ. Nhưng mà xuất gia xong rồi đâu có dạy cái gì đâu. Cho nên mấy sư đệ tử vì sau này đó là hoàn toàn mù tịch, không biết gì hết. Cho nên cái thời kỳ mạt pháp là như vậy thưa quý vị. Thì chúng tôi chỉ trả lời như vậy thôi, không có nói nhiều. Nói nhiều quá thì mất lòng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa ngài chư tổ sư, để xin chư tổ sư đi nghỉ. Thưa quý Phật tử, chúng ta thử ôn một chút về bài kinh này.
ở đoạn đầu về kinh gọi là tiểu kinh sự tự khổng đó, thì Đức Phật Ngài có đưa ra một lời khẳng định mà đó là tiếng đóng hồn sự tự, là ngoài Phật Pháp thì không có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, tức là không có các quả chứng, quả giác ngộ giải thoát. Và Ngài không đưa ra đơn thuần, là chỉ đưa ra lời tuyên bố giống như là sự thâm sinh. Và do đó Ngài giải thích tại sao. Thưa quý vị, thứ nhất là Đức Phật Ngài đã dạy về những điều mà chúng ta gọi là không thể trả lời khác hơn được. Ví dụ như là gọi là giải thoát hay là gọi là cứu cánh thì không thể có hai, tại vì nếu có hai thì không thể gọi là một mục đích tối hậu được. Cứu cánh nghĩa là mục đích tối hậu, mục tiêu tối hậu. Ví dụ như là chúng ta là một cuộc hành trình mà lúc nào cũng còn có hai ba chỗ để ghé đó, thì cái đó chưa gọi là điểm đến. Cái gọi là điểm đến đó, có nghĩa là không còn chỗ nào để ghé nữa. Đó là cái chỗ sau cùng gọi là tối hậu. Thì cái cứu cánh mà gọi là cái mục đích tối hậu đó, hay là cứu cánh đó, nó chỉ có một thôi, không thể có hai. Hoặc là A hoặc là B, chứ không thể là vừa A vừa B. Hoặc là trong sanh tử hay giải thoát, chứ không thể là vừa sanh tử vừa giải thoát được. Nó phải có một thôi. Và Đức Phật thì hỏi rằng cái cứu cánh giải thoát đó nó có dành cho người có tham, có sân, có si không, vân vân. Thì trả lời một cái chân chánh thì chỉ có một cách trả lời là cứu cánh đó chỉ dành cho người không tham, không sân, không si. Không có lý do gì mà còn tham, còn sân, còn si được, mà cái tham sân si đó lại đạt đến cứu cánh hết. Thứ gì trong bài học ngày hôm nay đó, thì chúng ta lại thấy đến Đức Phật Ngài đặc biệt nói đến cái chấp thủ. Chấp thủ ở đây có hai đoạn. Một là hai cái kiến chấp, là thường kiến và đoạn kiến. Như nãy giờ quý vị nghe lời giảng của Đại Đức Phật Tính rồi, của Chư Tôn Kính Quyền sau là tọa Tế Siêu đó. Nếu ở trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta tin rằng chết là hết, thì hiện tại không có gì nên làm hết, mà tất cả cái làm đều không có giá trị hết. Ví dụ như hồi nhỏ chúng ta nghe có câu nói mỉa mai, nhưng mà cũng vui là nhỏ không học, lớn không đại quý. Nếu lớn làm đại quý mà không cần học thì đi học làm cái gì? Thì vậy đơn giản, nếu không có đời sau thì tại sao chúng ta phải tu tập, tại sao chúng ta phải làm tốt, tại sao chúng ta phải làm điều thiện? Tại vì không có đời sau. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là một người tin có đời sau mà nó cũng tốt cho sự tu tập. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu có tu hay không có tu nó cũng vậy thôi, không gì thay đổi. Tôi vốn đã có linh hồn, và linh hồn đó trường cửu như vậy, linh hồn đó mãi mãi là như vậy, linh hồn đó không thay đổi. Thì mình tu tập để làm cái gì? Mình tu tập là để chuyển hóa, chuyển hóa là sự thay đổi. Mà linh hồn không có thay đổi thì tu tập để làm gì? Thì như vậy, một người tin mộng có một thứ linh hồn thường hằng bất biến, nó đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, thì người ta không tin rằng có sự thay đổi, và không có sự cần thiết phải thay đổi, và nên làm cái gì đó để thay đổi. Thì như vậy sự tu tập cũng không có giá trị. Đây là vấn đề tại sao thường kiến và đoạn kiến đều có vấn đề. Giáo lý Dương Khởi mà Đức Phật dạy là vượt ngoài hai điều đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giáo lý Dương Khởi đó trước nhất nói rằng luân hồi hay là sự hiện hữu là một tiến trình. Tiến trình đó có tiếp tục tồn tại ở đời sau và nhiều đời nữa. Nhưng mà ở trong tiến trình đó thì chúng sanh thay đổi,
hoặc tốt hơn, hoặc xấu hơn, hoặc khổ hơn, hoặc lạc hơn. Thì như vậy trong cái tiến trình thay đổi đó, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc vui hoặc khổ đó, là cái ý chí có thể can thiệp vào. Thí dụ như là thọ duyên cho ái, ái duyên cho thụ, thụ duyên cho hữu. Thì cái hữu đó nó có thể là nghiệp hữu tốt và nghiệp hữu xấu. Nên chi về điểm này rất là quan trọng, rất là tế nhị. Nếu mà chúng ta nói rằng chết là hết đó, là đoạn kiến, mà nói chết cũng vẫn vậy thôi, không gì thay đổi, đó là thường kiến, thì cả hai cái nhìn không có đời sau và có nó vẫn y nguyên như vậy đó, thì nó đều không có lý do chánh đáng để cho sự tu tập hết. Và thưa quý vị, sự chấp thủ nó cũng còn có một cái ý nghĩa khác, là chúng ta không chịu quan sát chánh niệm, không chịu nhìn thực tại, và chúng ta không chấp nhận và chấp nhận để tìm hiểu, mà chỉ dựa vào cái quan niệm của mình và chấp chặt vào đó, và cái chấp chặt đó nó có vấn đề. Ngày mai này chúng quý vị, chúng ta sẽ học sang một bài kinh khác, cũng là bài kinh Sư Tử Hống, gọi là Đại Kinh Sư Tử Hống. Qua đó Đức Phật Ngài dạy về thế nào là một bậc chánh đẳng chánh giác, và đặc biệt là 10 Như Lai lực. Một bài kinh rất dài và cho chúng ta nhiều ý nghĩa hết sức là quan trọng ở trong cái nhìn Phật Pháp đối với bậc đạo sư và đối với toàn bộ thế giới này. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào Trung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Xin điền khuyết cho Thanh Thủy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy. Và Nhật Huỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân.
thiền viên quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp hưng thường kiện nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bao tồn mang cánh, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân thờ. Tu sa phang su lang ga đạo trong thiên hạ.